Đình Đá An Hiệp, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Đó có hình bộ karaoke trị giá là 31.900.000. Và những thiết bị bao gồm đó chính là một con đẩy 2 kênh. Đây, một con đẩy 2 kênh có model là PK688 Plus, hàng chính hãng của AV Pro các bác nhé. Mặt trắng vuông cực kỳ đẹp. Một con quản lý nguồn Pro 12 để bảo vệ nguồn và để bật tắt đúng thứ tự. Một con vang HA900 Pro, anh em đã setup sẵn phần mềm và đến nơi thì cũng đã chỉnh cho phù hợp nhất với không gian rồi các bác nhá. Và không thể thiếu đó chính là con nâng tiếng VIP 68 để căn chỉnh phù hợp nhất tiếng nhạc với tiếng mic cho phòng khách và gia đình. Và một con mic không dây AV Pro M88D, đó một dòng mic trắng gương. Đây, khi mà sử dụng thì chúng ta có thể bóc cái lớp và băng dính bảo vệ này ra nha, thì sẽ rất là bóng, rất là đẹp các bác nhá. Và không thể thiếu đó chính là một đôi loa HA12, nó cực kỳ đẹp. Và sau này thì anh sẽ sử dụng chân để cho cao lên nó nhá, còn loa để thấp này thì tiếng nó vẫn chưa được thoát lắm. Đó, một con trầm PA Bass 40 bổ trợ tiếng bass cực kỳ chắc cho không gian phòng khách của nhà anh Nam. Đó, và em cũng đã setup thành công rồi các nhá, test nhạc, test karaoke thành công rồi.